Và hôm nay thì em mới mua một con micro H5 của Nvidia và hãy cùng em xem micro này có gì nhá. Và đây sẽ là một đầu thu micro với màu đen là màu chủ đạo, mặt trước là sẽ có màu xám tro. Tiếp theo đó sẽ là những cục chống lăn. Và đây là một dây nguồn. Một jack 6 ly. Hai cái râu. Và một sách hướng dẫn sử dụng. Cuối cùng, một phần không thể thiếu đó là micro và cầm khá là đầm tay. Nhìn sơ qua thì sản phẩm này có thiết kế khá là bắt mắt. Vừa đầu nhìn vô thì em nhìn khá là thích ở đây. Về phần thiết kế, mặt trước của đầu thu với màu xám tro rất sang trọng. Phía bên phải sẽ là logo T+V, bên trái là tên sản phẩm H5 Pro. Ở giữa là hai màn hình của hai kênh channel khác nhau, hoạt động hoàn toàn độc lập. Bên cạnh sẽ là các nút điều chỉnh âm lượng, tần số và cuối cùng sẽ có nút tắt hoặc mở. Phía sau của đầu thu gồm hai jack loa, hai anten, một jack nguồn và một jack 6 ly. Với sản phẩm này thì anh chị có thể sử dụng chuyên nghiệp cho phòng karaoke, karaoke gia đình, sân khấu ở các buổi tiệc sôi động, hội nghị hoặc là hội thảo. Tiếp theo sẽ là phần tính năng của sản phẩm với một số tính năng nổi bật như Micro T+V H5 Pro với chức năng dò sóng sạch và đựng đại tần số sạch nhất, giúp hạn chế tối đa tình trạng nhiễu sóng, yếu sóng, không bị lấn các tạp âm, cho chất lượng âm thanh trong trẻo và chân thực nhất. Hai kênh hoạt động cùng lúc lên tới 200 kênh chia đều cho kênh A và kênh B. Trang bị cảm biến gia tốc tự động ngắt tiếng khi rơi vỡ hoặc va chạm mạnh, tự động tắt sau 5 giây khi không sử dụng. Khi cầm vào là có thể hát ngay mà không cần phải bật micro nữa. Micro tương thích tốt với các loại loa, không kén dàn âm thanh, cắt hú rít tự động, khả năng hút âm mạnh.